ngày 23 tháng 8, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Đê, 36 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Đê là người lái xe tải tông nữ du khách hát chết khi đang đi xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn. Sau đó, thi thể chị hát được đưa về Trung tâm Pháp Y Đà Nẵng, rồi xảy ra sự việc người nhà chị hát đã phản ánh nhân viên ở đây cản trở xe cứu thương vào đưa thi thể chị về quê. Chị hát, 23 tuổi, quê huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vào Đà Nẵng du lịch. Ngày 7 tháng 8, chị hát lái xe đến đoạn ngã ba đường Võ Nguyên Giáp giao nhau với đường Nguyễn Văn Thoại thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn thì bất ngờ bị xe tải của Đê chạy cùng chiều tông chết. Theo camera hành trình thì thời điểm trên tài xế Đê không dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ, mà đánh lái sang phải để tránh đèn đỏ nên đã tông trúng xe máy của chị hát gây bức xúc. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức rào chắn lại khu vực, không cho các phương tiện rẽ phải đi vào. Cơ quan chức năng đã rào chắn để buộc các phương tiện tham gia giao thông phải đi thẳng về hướng có đèn tín hiệu giao thông.